ngày cầu siêu. Ngày đầu tiên, tức là ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch, là ngày tư gia, cần phải cầu cúng tại gia. Lúc này, trăm ma nghìn quỷ chuẩn bị du ngoạn tới nhân gian. Cầu siêu có đại bái và tiểu bái. Đại bái là làm mâm cao cỗ đầy, tiểu bái thì mua ít trà quả, kẹo bánh. Dù thế nào, bạn cũng phải thể hiện thành ý của mình. Ngày thứ hai, tức ngày mùng 2 tháng 7, là ngày cầu siêu nơi công cộng cho các vong hồn vô danh. Các cửa hàng, cửa hiệu bên đường đều phải cúng muộn hơn một ngày so với ngày cúng tại nhà. Mục đích là để cầu một tháng bình yên, không xảy ra các chuyện dị thường ảnh hưởng đến đời sống. Ngày 3, ngày 15 tháng 7, rằm tháng 7. Dân gian thường hay gọi ngày 3, ngày 15 tháng 7, rằm tháng 7. Gia đình vừa có người vừa qua đời thường phải ra mộ cúng hoặc đến địa điểm qua đời để cúng. Ngày thứ 4, ngày 30 tháng 7, khi mà cửa địa ngục bắt đầu đóng cửa. Lúc này, các linh hồn được phóng thích phải quay trở về âm phủ. Chúng ta có câu làm phúc tới cùng, thời gian này bạn cũng nên sửa soạn mâm cúng nhỏ, coi như cầu cho những ngày còn lại bình an. 10 nơi đừng tới vào ban đêm để tránh âm khí. Xin chào các bạn yêu mến chương trình của Lịch Ngày Tốt. Ngày hôm nay, Lịch Ngày Tốt sẽ đem đến một chủ đề rất huyền bí, đó chính là âm khí và tâm linh. Có thể bạn không bao giờ tin rằng có linh hồn tồn tại xung quanh chúng ta. Nhưng thực tế lại không như vậy. Cuộc sống của chúng ta chứa đựng rất nhiều điều huyền bí mà câu trả lời vẫn đang bỏ.